cô gái tự xuân là hậu vệ của Tôn Ngộ Không. Một cô gái đã có công tìm hiểu nguồn gốc tổ tiên của mình sau khi mẹ cô cho biết cô chính là hậu vệ của hậu vương Tôn Ngộ Không. Một cô gái ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc vừa mới tuyên bố mình là một hậu vệ đích thực của Tôn Ngộ Không, nhân vật hậu vương nổi tiếng trong tiểu thuyết Tây Du Ký của văn học Trung Hoa. Cô gái có biệt danh kế mẫu trên mạng xã hội Sina Weibo là người gốc ở Liên Văn Cảng, thành phố phía bắc tỉnh Giang Tô, nơi được gọi là nơi sinh của hậu vương trong huyền thoại Trung Quốc. Từ hồi đầu tháng 1, cái mẫu đã đăng một loạt bài viết trên mạng Sina Weibo để mô tả việc bố mẹ trao lại cho cô hai chiếc hộp đựng lông kỷ và hòn đá tổ tiên, những bảo vật gia truyền của tổ tiên dòng họ cô tại Liên Vân Cảng. Cô gái viết: "Tôi đã rất sốc khi mẹ tôi bảo rằng bà ấy chính là hậu vệ của hậu vương và tôi cũng là một truyền nhân của ngài. Liệu điều đó có phải là sự thật?". Trong những bài viết tiếp theo, cô gái cho biết cô bắt đầu tin vào lời nói của mẹ mình và quyết định tới trường khoa học nhân sinh thuộc Đại học Fudan Thượng Hải để nhờ các chuyên gia ở đây kiểm tra hai báu vật lâm Kỷ và hòn đá tổ tiên của mình. Sau khi nghiên cứu hai báu vật ra truyền này, các chuyên gia tại Đại học Fudan đã không tìm thấy bất cứ mối liên hệ trực tiếp nào giữa chúng với Tôn Ngộ Không và kết quả kiểm tra hộp lâm Kỷ còn không thể xác nhận nó có phải lâm Kỷ đích thực hay không. Theo cổng thông tin Quang Minh của Trung Quốc, cả số lâm Kỷ lẫn hòn đá tổ tiên này đều không chứa các ADN cần thiết để có thể tiến hành xét nghiệm. Mặc dù vậy, trong bài viết mới nhất của mình, cái mẫu vẫn cho thấy quyết tâm trong sứ mệnh khám phá sự thật về tổ tiên của mình và cô đã quyết định trở về làng để hỏi bố mẹ về mối liên hệ với hầu vương. Cô viết, bố mẹ tôi đã trao cho tôi hòn đá và nhấm lòng kỹ này. Tôi không có cách nào để chứng minh nguồn gốc tổ tiên của mình, nhưng không ai có thể khiến tôi mất quyết tâm. Tôi tin vào khoa học, nhưng tôi cũng phải tin vào những lời mà bố mẹ và ông bà của tôi đã truyền lại. Là một hậu vệ của hầu vương, tôi cảm thấy thế giới nội tâm của mình trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Những bài viết của cô trên Weibo đã thu hút hàng ngàn lượt bình luận của cư dân mạng. Nhiều người coi câu chuyện của cô là điên cùng và rằng cô đang tìm cách để trở nên nổi tiếng bằng cách dựng nên câu chuyện liên quan đến một tiểu thuyết thần thoại cổ xưa. Cái mẫu đã lên tiếng phản pháo. Có thể nhiều người nghĩ rằng tôi đang dựng chuyện để được nổi tiếng. Tuy nhiên, tất cả những gì tôi có thể nói là nếu bạn đối mặt với một bí mật lớn như thế, chắc chắn bạn cũng sẽ muốn điều tra như tôi. tôn Ngộ Không là một trong những nhân vật nổi tiếng trong thần thoại Trung Quốc và cũng là một nhân vật rất được yêu thích trên kênh truyền hình ngày nay. Trong Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không là một đạo đệ đi theo bảo vệ sư phụ Đường Tăng trên đường tới Tây Thiên Lấy Kinh. Trong tiểu thuyết Tây Du Ký, Hầu Vương được sinh ra từ tảng đá thần kỳ và đã sống trong một thác nước ở Hồ Quả Sơn thuộc Liên Vân Cảng. Ngày nay, định danh này đã trở thành một địa điểm thu hút rất nhiều khách du lịch ở Trung Quốc.